chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần là việc làm có ý nghĩa lớn, không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương tại cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chuyên môn. Tại Sở Xây dựng, qua hơn một tháng thí điểm, việc tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được thực hiện bài bản và thực sự đi vào nền nếp. Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã phân công tổ phản ứng nhanh, chi đoàn, phối hợp với văn phòng Sở chuẩn bị nội dung chương trình và các trang thiết bị phục vụ cho buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Việc chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chu đáo rất quan trọng để đảm bảo buổi sinh hoạt diễn ra hiệu quả, thiết thực với thời lượng từ 15 đến 20 phút. Đảng ủy, Ban Giám đốc chúng tôi xác định việc chào cờ là việc thiêng liêng của nhân dân, của Tổ quốc. Do đó, người đảng viên, người lao động ngành xây dựng chúng ta phải xác định đây là ý thức chính trị cần phải duy trì và tính giáo dục. Nội dung sinh hoạt ngoài cập nhật các điểm tin mới của ngành xây dựng, chia sẻ những mô hình hay, ý tưởng trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn lồng ghép những nội dung sinh hoạt chuyên đề, lan tỏa những việc làm có ích cho xã hội gắn với thực tế tại địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến dưới cờ. Bản thân là cũng là một đoàn viên thanh niên và tôi thấy là cái việc chào cờ vào sáng thứ hai nó có ý nghĩa rất là thiêng liêng. Hiện nay thì cái mô hình chào cờ xây dựng đang thí điểm nó rất là hay, không đơn thuần chỉ là chào cờ hát quốc ca xong rồi anh em về phòng làm việc mà sẽ là triển khai thêm các cái nội dung sinh hoạt dưới cờ để giáo dục tư tưởng chính trị của cán bộ công chức cũng như là đoàn viên thanh niên. Việc thực hiện mô hình sinh hoạt dưới cờ là một sáng kiến thiết thực, khả thi trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người, giúp nhận thức đúng và hành động tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân. Đó là một cái làm việc mà tôi cho rằng cần phải quy tụ và triển khai nội dung này. Thì người lao động sẽ không tách rời ra việc làm cá nhân mà sẽ cùng tập thể để xây dựng một đội ngũ mạnh và ý thức chính trị của ngành xây dựng sẽ được nâng lên qua các buổi chào cờ này. Có thể nói, việc thí điểm sinh hoạt dưới cờ tại Sở Xây dựng là nội dung sinh hoạt chính trị, là nét đẹp văn hóa công sở sinh động, cần được duy trì và nhân rộng.